chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ôn tập về theo nội dung trong sách giáo khoa. Đó là ôn tập phần sinh vật và môi trường. Ở phần 1 đó là phần hệ thống hóa kiến thức thì chúng ta có những cái bảng có nội dung sẵn và chúng ta sẽ hoàn thành những cái nội dung này. Và đương nhiên là chúng ta sẽ nắm lại được những cái kiến thức ở cái phần sinh vật và môi trường. Ở cái bảng 63.1 đó là môi trường và nhân tố sinh thái. Thì ở đây chúng ta nêu ra các cái loại môi trường. Thì đây chúng ta có môi trường đất, môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí và môi trường sinh vật. Môi trường đất ở đây các bạn hiểu đó là môi trường gì? Ở môi trường trên cạn đấy, bao gồm trong lòng đất và trên đất. Ở đây chúng ta ghi trên cạn cho nó chính xác. À, cô xin lỗi, cô nhầm ở đây nha. Đây là môi trường trong đất này. Và ở đây là môi trường gì? Trên cạn không? Trên mặt đất không? Không khí. Trên mặt đất không khí. Rồi. Thì ở đây chúng ta bữa trước chúng ta học rồi, có bốn loại môi trường đúng không? Môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên mặt đất không khí và môi trường sinh vật. Ở đây chúng ta thấy các cái nhân tố sinh thái hữu sinh mà chúng ta phải thể nêu ra. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta là nêu nhân tố sinh thái là vô sinh và hữu sinh, sau đó lấy ví dụ. Thì cô chia cái bảng này ra thì chúng ta biết rồi, có nhân tố sinh thái hữu sinh và nhân tố sinh thái vô sinh. Còn cái ô này cô lấy ví dụ để chúng ta dễ dàng nhận biết hơn đúng không? Môi trường nước thì nhân tố sinh thái hữu sinh là các loài sinh vật sống trong nước như cá, tôm, cua, rận nước. Các bạn có thể lấy các loại rong như rong đuôi chó, bèo, v.v. Còn nhân tố sinh thái vô sinh đó là nước này, bùn đất này, các cái chất khoáng ở trong nước v.v. Nhiệt độ của nước thì đó chính là nhân tố sinh thái vô sinh. Môi trường trong đất thì chúng ta thấy kể tên các cái sinh vật sống ở trong lòng đất như là giun đất này, dế này. Và cái này cho cô nha, lúc đó cô làm mà cô không có kiểm tra, cô lấy cái nội dung có sẵn á. Đấy, giun đất này, dế này. Rồi ví dụ như con hà này, con hà là những cái con mà nó hay ăn các cái loại củ như củ khoai tây hoặc là khoai lang đó các em, nó sống ở trong đất. Và cái nhân tố sinh thái trong đất ví dụ như có đất, có đá, có nước ở bên trong. Tiếp theo đó là môi trường trên mặt đất không khí thì chúng ta có cái sáo này, bồ câu này, chuồng này, chúng ta cũng có thể nêu ra ví dụ như là trâu này, rồi này, bò này, đúng chưa? Gà này, các bạn tự nêu thêm ra nè. Và cái nhân tố sinh thái vô sinh như là không khí này, nhiệt độ này, đất này, đá này, chúng ta cũng có thể nêu thêm ra đúng không? Cho nên nêu thêm một số cái nữa, đất này, đá này, vân vân. Tiếp theo đó là môi trường sinh vật. Thì nhân tố sinh thái hữu sinh ở đây là cái vật chủ và vật ký sinh. Ví dụ như là chúng ta có thể nêu ra vật chủ như là con người này, đấy. Còn vật ký sinh của trên cơ thể con người ví dụ như con cháy, ký sinh trên đầu của chúng ta đấy. Rồi giun sáng này, ký sinh trong ruột này, vân vân. Rồi tiếp theo và nhân tố sinh thái vô sinh đó là thức ăn có ở vật chủ như là nước này, chất hữu cơ này, chất vô cơ này, vân vân. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái câu thứ nhất rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung ở cái câu thứ hai. Đó là sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái. Thì đây chúng ta đã tìm hiểu ba cái nhân tố sinh thái vô sinh mà có tác động rất là lớn đến sinh vật, đó là ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Và cái nhóm thực vật ở đây chúng ta quan tâm á, và sự phân chia của cái nhóm động vật. Nếu như dưới tác động của ánh sáng á, thì thực vật được chia làm hai nhóm, đó là nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng. Các bạn cũng có thể lấy ví dụ ra đúng không? Nhóm động vật thì chúng ta có nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa tối. Về nhiệt độ thì chúng ta thấy có thực vật biến nhiệt, còn động vật thì được chia làm hai, đó là động vật biến nhiệt và động vật hạn nhiệt. Vì tất cả các thực vật đều là những cái sinh vật biến nhiệt. Về độ ẩm thì đối với thực vật thì chúng ta có thực vật ưa ẩm và thực vật chịu hạn. Đối với động vật thì chúng ta có động vật ưa ẩm và động vật ưa khô. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bảng 63.2 về sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái. Rồi chúng ta sang tiếp theo, đó là các cái mối quan hệ
Ở cái phần nội dung thứ ba là hãy điền nội dung phù hợp vào cái bảng 63.3 là quan hệ cùng loài và quan hệ khác loài. Thì đây chúng ta thấy là người ta chia ra hai cái mối quan hệ, đó là mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ đối địch. Thì đối với cùng loài là chúng ta có hỗ trợ cùng loài, như hỗ trợ trong việc đi kiếm thức ăn này, hỗ trợ với nhau trong việc là tìm kiếm nơi ở này, bảo vệ chống lại kẻ thù này. Còn trong cái quan hệ khác loài thì chúng ta thấy có mối quan hệ đó là gì? Cộng sinh và hội sinh, là nó thuộc về cái kiểu quan hệ là hỗ trợ. Đối với phần đối địch thì đối với quan hệ cùng loài thì chúng ta có mối quan hệ đó là cạnh tranh. Thì đương nhiên nó cũng cạnh tranh nhau về thức ăn này, về nơi ở này, về con cái trong mùa sinh sản vân vân. Còn đối với quan hệ khác loài thì chúng ta có mối quan hệ đó là cạnh tranh, chủ yếu là cạnh tranh về dinh dưỡng và nơi ở. Ký sinh nữa, ký sinh và sinh vật này ăn sinh vật khác. Rồi, chúng ta tìm hiểu cái nội dung tiếp theo ở cái phần thứ tư, đó là hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4, đó là hệ thống hóa các cái khái niệm chúng ta đã học ở trong phần sinh vật và môi trường. Thì đây chúng ta thấy có cái khái niệm thứ nhất là quần thể. Về định nghĩa, quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong một khoảng không gian nhất định ở một thời điểm nhất định. Ví dụ minh họa, ví dụ như là quần thể cá chép trong ao này, rồi quần thể lúa trong ruộng lúa này. Khái niệm thứ hai chúng ta gặp ở trong phần này đó là quần xã. Như vậy, quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một khoảng không gian và có cái điều kiện sinh thái là tương tự như nhau. Ở đây chúng ta thấy có thể lấy ví dụ như là quần xã động vật ở rừng ngập mặn này, quần xã thực vật ở ao sen này, vân vân. Tiếp theo, cái khái niệm tiếp theo mà chúng ta gặp ở trong phần này đó là cân bằng sinh học. Như vậy, cân bằng sinh học là trong quần xã là nó biểu thị ở cái số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được khống chế ở một mức độ phù hợp với cái khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Ví dụ như số lượng cá thể của hai loài rắn và chuột nó luôn luôn được điều chỉnh ở mức độ cân bằng nhờ chúng khống chế lẫn nhau, là vì chuột chính là thức ăn của rắn, nhưng thông thường là rắn chỉ ăn được những con chuột già yếu bị bệnh, còn những con chuột lành thì đương nhiên không ăn được, cho nên số lượng chuột không có bị tiêu diệt hết, là vẫn giữ ở cái số lượng là ở trạng thái là cân bằng. Tiếp theo đó là cái khái niệm hệ sinh thái. Thì hệ sinh thái thì bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã, gọi là sinh cảnh. Và ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ như hệ sinh thái của rừng mưa nhiệt đới này, hệ sinh thái đồng ruộng. Khái niệm tiếp theo chúng ta gặp ở trong phần này đó là chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Như vậy, chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Và trong một chuỗi á, thì một mắt xích vừa có cái nguồn thức ăn là mắt xích phía trước, nhưng bản thân nó cũng bị cái mắt xích thức ăn phía sau tiêu thụ. Về cái khái niệm lưới thức ăn là mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn, và các cái chuỗi thức ăn mà có nhiều mắt xích chung thì nó sẽ tạo thành một lưới thức ăn. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là cỏ, thỏ, cáo, đó là một chuỗi thức ăn như thế nào. Rồi, chúng ta sang tìm hiểu ở cái câu số 5, đó là các đặc trưng của quần thể. Đấy, rồi. Thì đây chúng ta có ba đặc trưng, đó là tỷ lệ đực cái này, thành phần nhóm tuổi và mật độ quần thể. Đây chúng ta nêu ra cái nội dung và ý nghĩa sinh thái của nó. Thứ nhất đó là tỷ lệ đực cái, đó là phần lớn các quần thể thì sẽ có tỷ lệ đực cái là 1:1, và nó cho chúng ta thấy được cái tiềm năng sinh thái của quần thể. Tiếp theo là thành phần nhóm tuổi, thì ở đây chúng ta thấy có các nhóm tuổi là nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi gì? Sau sinh sản. Thì nó đem lại cái ý nghĩa là tăng trưởng khối lượng kích thước của quần thể, quyết định cái mức sinh sản của quần thể và không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể. Về cái mật độ quần thể thì nội dung cơ bản đó là số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay là thể tích. Và ý nghĩa sinh thái là nó phản ánh các cái mối quan hệ trong quần thể và nó có ảnh hưởng tới cái đặc trưng khác của quần thể. Chúng ta cùng tìm hiểu cái nội dung cuối cùng trong các cái bảng ở bài 63 ôn tập về phần sinh vật và môi trường, đó là phần nội dung thứ 6 là các dấu hiệu điển hình của quần xã. Thì đây chúng ta thấy là các cái dấu hiệu điển hình của quần xã thì nó có hai cái dấu hiệu,
đó là số lượng các loài trong quần xã và thành phần loài trong quần xã. Ở đây đối với số lượng các loài trong quần xã, chúng ta tính đến các chỉ số đó là độ đa dạng, độ nhiều và độ thường gặp. Nó thể hiện ở chỗ là độ đa dạng là mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã. Độ nhiều là mật độ cá thể của từng quần thể trong quần xã. Độ thường gặp là tỷ lệ phần trăm số địa điểm bắt gặp một loài trên tổng số địa điểm quan sát. Về thành phần loài ở trong quần xã, ở đây chúng ta thấy đó là có loài ưu thế và loài đặc trưng. Như vậy loài ưu thế là loài như thế nào? Đó là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã. Còn loài đặc trưng, nó là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn những cái loài khác ở trong quần xã. Bài này nó tương đối dài, cho nên là cô chia ra làm hai tiết. Ở cái tiết thứ nhất là cô chỉ quay cách chúng ta điền vào những cái nội dung cơ bản trong các bảng. Còn phần trả lời câu hỏi lý thuyết thì chúng ta sẽ làm ở trong clip tiếp theo. Hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo. Chúc tất cả các em học tốt.